Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cáp tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý, ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Đinh Hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long giờ Quý hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngụ hành niên mệnh, dương liệu mộc, ngày quý mùi tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày không được tốt cho lắm. Về nạp âm, dương liệu mộc, kỵ tuổi đinh Sửu tân sửu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất và tuyệt sửu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất sửu tân sửu đinh hợi đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi quý sửu và quý hợi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao thiên quý tốt mọi việc sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán và ký kết hợp đồng sao phúc sinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày cũng có sao vãng vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ sao cô thần xấu đối với cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng tây bắc sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên Mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành Tý Mùi Tư Hại cho nên với bạn tuổi Tý thường hay nóng nảy và cáo kỉnh, bạn mệnh có nhiều suy nghĩ cực đoan và chỉ thích làm theo ý của mình, chứ không muốn nghe theo lời của người khác. Cũng chính vì cá tính này của bạn tuổi Tý nên bạn dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân và bạn tuổi Tý bạn cần phải chú ý mọi việc đang làm. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì đó thì không nên lơ là, mất tập trung tạo sơ hở cho kẻ có ý đồ xấu lợi dụng để hãm hại bạn nữa nhé. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi Tý và nửa kia cũng không được mấy hòa hợp. Bạn cần phải bớt chút thời gian cho sự nghiệp để lắng nghe và trò chuyện với người ấy giúp vợ chồng thêm phần thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn nữa nhé và tử vi tuổi giáp tý thuộc kim thường hay nóng nảy và cáo kỉnh tử vi tuổi bính tý thuộc thủy suy nghĩ cực đoan thích làm theo ý của mình tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân tử vi tuổi canh tý thuộc thổ không nên lơ là trong công việc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi thìn. tử vi tuổi Sửu chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tút xỉu mùi cho nên với bạn tuổi xỉu bạn đang có điểm báo đang có những ảnh hưởng không tốt cho sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi xỉu quá tự tin với năng lực của mình thành ra thích để thể hiện và chính cái chuyện này sẽ khiến cho bạn gặp đủ mọi rắc rối trong ngày nhé và với bạn tuổi xỉu bạn vốn là người tỉ mỉ vì vậy, bạn hãy cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào quan trọng trong ngày, tránh tình trạng nóng vội, bốc đồng, khiến cho người khác nghĩ sai về bạn, thậm chí còn làm phiền người khác khắc phục hậu quả mà bạn gây ra nữa bạn tuổi xỉu nhé. Ngày Chủ nhật này, đối với bà tuổi xỉu, bạn cũng đang gặp ngày cô thổ vượng. Cái điều này cho thấy với những suy nghĩ của bản mệnh quá cứng nhắc và rập khuôn, việc này sẽ tác động không tốt đến sự nghiệp của bạn. Và bạn tuổi xỉu, bạn hãy suy nghĩ cởi mở hơn và học cách làm quen với những điều mới. Như vậy, bạn mới bắt kịp được với mọi người nữa bạn tuổi xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, công việc gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, thích thể hiện bản thân. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, cần cởi mở hơn trong suy nghĩ. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, làm quen với những điều mới mẻ và đánh giá của bà tự xỉu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi dần có những điều tốt lành trong sự nghiệp với mình ngày hôm nay. Và bạn tuổi dần, bạn là người đáng tin cậy, bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên đồng thời nắm bắt được những cái cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình nữa nhé. Với bạn tuổi dần, nhờ có sự chăm chỉ, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao mà bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ, bạn hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ vươn tới cái vị trí cao hơn nữa trong tương lai của mình. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần vận trình của bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ đáng tiếc là cái mối quan hệ giữa bạn tuổi dần với nửa kia trong ngày này lại không được như ý muốn bạn mệnh thường mang những chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình rồi đối với bạn tuổi dần nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nắm bắt được cơ hội thể hiện bản thân tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao tử vi tuổi canh dần thuộc mộc quan hệ vợ chồng không hòa hợp tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không nên nóng nảy với nửa kia và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ, cho nên công việc với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay tín trị khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cần phải đánh giá chính xác khả năng, năng lực của bản thân mình hơn nếu muốn lập ra được những kế hoạch thực tế nhé. Và với bà tuổi mão trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào thì tốt nhất là bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Mọi người sẽ giúp cho bạn đưa ra được những cái gợi ý đúng đắn và những hướng đi mới mẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn nữa đồng thời trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mão là bạn cần phải có thái độ cẩn trọng khi giao tiếp với cấp trên dù bạn có quan điểm bất đồng với quan điểm của cấp trên thì cũng nên trò chuyện một cách khiêm tốn và khéo léo nữa bạn tuổi mão nhé vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tiến trị khá thuận lợi tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa cần đánh giá chính xác năng lực của mình tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ nên thảo luận ý kiến với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc Chú ý trong giao tiếp với cấp trên, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, bất đồng quan điểm với lãnh đạo. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là sự nghiệp của bạn tuổi Thìn tín trịn không được mấy tốt đẹp Dù có sự xuất hiện của kiếp tài xuất hiện gây cho bạn nhiều sự cản trở. Và với bạn tuổi Thìn, có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, thậm chí là dèm pha từ những người xung quanh. Trong tình huống này, bạn Hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân của mình bạn tuổi Thìn nhé. Với bà tuổi Thìn, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi kế hoạch của bạn phải nhận quá nhiều sự phản đối như vậy, có thể bạn đang mắc phải sai lầm ở đâu đó bà tuổi Thìn cần phải xem xét lại trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn Tử thìn bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn Tử thìn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân mình bạn hãy đi khám sức khỏe ngay nếu như cơ thể đang có những dấu hiệu bất thường không nên quá tham công tích việc kẹo lại ảnh hưởng tới bản thân hối tiếc về sau này đối bạn Tử thìn nhé và tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa chịu sự nghi ngờ gièm pha của mọi người tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dùng thực tế để chứng minh bản thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi canh thìn thuộc kim phải nhận nhiều ý kiến trái chiều tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy quan tâm hơn tới tình hình sức khỏe và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi giàu tuổi tý Từ vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tỵ Xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ Vượng cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bà tuổi Tỵ và nửa kia của mình đang phát triển rất chi là tốt đẹp bạn có thể đoán được những suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta còn chưa lên tiếng đó là bởi đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống nữa nhé trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, những bạn đang còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái nếu có người chân thành chủ động tiếp cận với bạn, bạn hãy giữ liên lạc với người đó bởi rất có thể đó chính là người đi cùng với bạn về sau này nữa. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ cái điều này làm cho sự nghiệp của bạn mệnh tuổi tỵ cũng đang có được những bước tiến triển rất chi là rõ rệt. bạn khẳng định được thực tế, khẳng định được thế mạnh của bản thân mình và nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp. và với bạn tuổi tỵ, bạn hãy tiếp tục đặt ra những cái định hướng cho tương lai của mình nữa bạn tuổi tỵ nhé. về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, quan hệ vợ chồng hài hòa, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, nhận được sự quan tâm của người khác phái, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có hướng phát triển cho tương lai vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Và các bạn đang xem video đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem Tử Vi Tuổi Ngọ, Chủ Nhật, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ Nhật này đối với bà Tuổi Ngọ, xem Tử Vi cho chúng ta thấy là dưới sự giúp đỡ của ngũ hành nhị hợp, làm cho bạn tuổi ngọ rất thích hợp để cho bạn làm ăn buôn bán trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể tìm được những mối đầu tư hứa hẹn nhờ có khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. Bạn chắc chắn sẽ thu được lợi ích trong tương lai cho mình nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi ngọ, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng phát triển hài hòa, Do bạn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai. Và trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi ngọ, luôn tìm cách thấu hiểu con cái của mình, đôi bên luôn tăng cường giao lưu, cho dù con cái có làm điều gì không đúng như ý của bạn thì bạn cũng luôn tìm hiểu lý do chứ không la mắng hay là ép buộc con cái của mình nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim thích hợp đầu tư kinh doanh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mối quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, quan hệ cha mẹ, con cái hòa hợp, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, có khả năng nhìn xa trong rộng. Và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang có điểm báo không được máy thuận lợi và với bà tuổi mùi dưới sự tác động xấu của tỷ kim xuất hiện bạn mệnh là người khó hợp tác dễ vướng phải những vụ tranh chấp về quyền lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp và với bà tuổi mùi tốt nhất là bạn đứng ngoài những sự việc như thế này bạn mệnh tuổi mùi là người kiên định không ngại thử thách khó khăn bạn luôn đặt ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình nhưng đôi khi bạn lại cảm thấy mình là một người cô đơn, không ai thấu hiểu và với bạn tuổi mùi, bạn cần phải mở rộng lòng mình hơn và trò chuyện nhiều hơn với mọi người. Ngày này đối với bạn tuổi mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn xảy ra với mình hướng tốt hôm nay là hướng nhị thần, hướng đông nam hay là hướng tài thần, hướng tây bắc để tăng thêm vận may cho mình bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không nên tham dự vào tranh chấp. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Từ vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ nên chia sẻ, trao đổi với mọi người nhiều hơn, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc thích hợp để xuất hành trong ngày. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ Nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi mùi Tử vi tuổi thân, Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân, vận còn lịa bóng sẽ trở nên rất đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn mệnh dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới và nếu có thể mở rộng lòng mình, bạn sẽ tìm được người ưng ý với mình trong ngày hôm nay nữa nhé ngày này đối với bạn tuổi thân đối với những người lập gia đình rồi thì lại cần phải giữ khoảng cách với những người đang có ý định làm thân với mình nếu buông thả bản thân và ứng xử không khiếu liếu bạn có thể để việc này gây ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình của mình nữa nhá trong sự nghiệp của bạn tuổi thân ngày chủ nhật này bạn lại đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mạnh tuổi thân là bạn nên kiềm chế lại cái tính hiếu thắng bởi không phải cứ bao giờ hơn thua nhau trong sự nghiệp cũng đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Đôi khi bạn phải thỏa hiệp với cái điều mà mình không mong muốn nữa bạn tuổi thân nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy gây ấn tượng tốt với người khác giới. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có cơ hội tìm được người như ý. Từ vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, nên giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, học cách thỏa hiệp với mọi người. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, nên kìm chế tính hiếu thắng của mình. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có thực thần giúp đỡ, cho nên với bạn tuổi Dậu sẽ gặp may mắn cái con đường tài lộc của mình vào ngày hôm nay. Trong ngày này đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì hãy sẵn sàng nhận lại một khoản lời lại khả quan sau một thời gian dài đầu tư nữa rồi bạn tuổi Dậu nhé. Và với bàn tuổi dậu, bạn mệnh có tính cách ôn hòa và rộng rãi với mọi người. Vì vậy, bạn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Tuy nhiên, bạn tuổi dậu cũng không nhất thiết là phải tỏ vẻ thân thiết với những kẻ khó ưa bạn tuổi dậu nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn, rất chi là tốt, mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi dậu với nữ kia rất chi là hài hòa, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nữ kia, cho nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, người làm ăn, nhận được tiền lãi tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa được nhiều người xung quanh yêu mến tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tránh xa những kẻ khó ưa tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim vợ chồng thống nhất quan điểm với nhau về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất á xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có ngũ hành tương hình tác động khiến cho bạn tuổi tuất trở nên quá mức thẳng thắn bạn nghĩ gì nói nấy mà không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác cho nên dễ gây tổn thương cho mọi người đồng thời khiến cho chính mình vướng phải nhiều rắc rối nữa bạn tuổi tuất nhé và với bà tuổi tuất bạn thường không suy nghĩ trước khi đưa ra những quyết định hoặc là không đánh giá đúng năng lực của mình. Những lúc gặp khó khăn, bạn không nên quá căng thẳng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Bạn vốn là người tài giỏi hơn bạn nghĩ rất chi là nhiều nữa rồi bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày Chủ Nhật này đối với bạn Tử Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình khiến cho những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Và bạn hãy quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa không để ý tới cảm nhận của người khác, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ dễ gây tổn thương cho mọi người, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc đánh giá đúng năng lực của bản thân, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần suy nghĩ lạc quan hơn, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy quá cố chấp với quan điểm của mình. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày của thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi và người nhà không được êm ấm cho lắm. Bạn mệnh có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Nhưng thay vì thất vọng, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch của mình xem sao bạn tuổi hợi nhé. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với nửa kia cũng không được mấy êm đẹp đôi bên xảy ra nhiều chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề. Vợ chồng không nên suy nghĩ tới chuyện thắng thua. May mắn cho cái vận trình ngày này đối với bà tuổi hợi, sự nghiệp của bạn mệnh lại giành được những bức tín đáng ngưỡng mộ. Chính quan chiếu mệnh cho thấy công sức từ trước tới nay mà bạn tuổi Hợi đã bỏ ra sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bạn có được cơ hội thăng quan tín chức trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi Hợi nhé. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ dành thời gian suy nghĩ cẩn thận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc vợ chồng dễ vướng vào chiến tranh lành tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim không nên tranh giành hơn thua, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, công sức được đền đáp xứng đáng. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.